Quán của mình là lò quay Chợ Lớn, thì địa chỉ hiện tại là 136 Hồ Sen. Mình chuyên về dịch quay tiêu nè, dịch quay Bắc Kinh, lợn sữa, ba chỉ giòn bì, xá xíu. Buổi trưa thì mình có thêm cơm dịch quay nè, cơm xá xíu, cơm heo quay. Ba chỉ quay của mình đó là cái bì của nó là rất là giòn. Xá xíu của mình thì ở ngoài mình tẩm ớt gia vị, ở trong thì nó mềm. Đây là cái dịch quay tiêu của mình. Dịch quay tiêu thì khi mà khách mua thì mình chế biến, mình làm nóng lại cho khách. Về là mình dùng mình ăn luôn. Đây là nửa con vịt quay tiêu của mình nè. So với vịt ở bên ngoài thì vịt của mình nó rất là to và nó siêu thịt nữa.